Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Quân TV nhá. Hôm nay mình sẽ đá cho anh em xem cho ba thủ môn đá tiền đạo anh em ạ. Mình sẽ cho Messi vs Cole anh em nhá. Hôm nay mình sẽ test Messi vs Cole này và ba thủ môn đá tiền đạo là Bouli Coutoa này, Ederson này và Ruiz này. Muku Ruiz anh em nhá, ba thủ môn nhá. Ba thủ môn đá tiền đạo và cho Messi vs Cole anh em nhá. Xem có đá được không anh em nhá. Anh em xem video của mình, kênh của mình thấy hay thì nhớ subscribe và đăng ký kênh giúp mình nha anh em nhé. Cảm ơn anh em nhé. Bây giờ mình tìm đối thủ đá cho anh em xem nhé. Mình cho ba thủ môn đá tiền đạo và cho Messi vs Cole anh em nhé. Cho Messi vs Cole. Anh em nhìn Messi vs Cole này và ba tiền đạo là ba thủ môn anh em nhé. Đối thủ khá mạnh anh em ạ. Đối thủ khá mạnh anh em nhé. Đá cho anh em xem nhá. Không biết ba thủ môn này đá tiền đạo có được không? Messi vs Cole anh em ạ. Mình sẽ thử nghiệm Messi vs Cole nhá. Đây là Messi. Messi nhìn vs Cole cũng khá hợp với lại thủ môn anh em ạ. Khá hay. Một đường chuyền không tốt. Đúng là một thủ môn này đá tiền đạo khác. Không được. Đang chơi bàn bật khá hay anh em ạ. Chuyền Ederson có kịp không? Không kịp. Đây là Ruiz. Nguy hiểm quá anh em ơi. Đội bạn chuyền khá liều. Không được. Một tình huống đội bạn chuyền khá nguy hiểm anh em. Anh em ơi. Như vậy đã bị thua rồi anh em ạ. Mình đã bị thua rồi. Messi không bắt cô anh em ạ. Messi không bắt được cô anh em ạ. Messi không biết bắt cô anh em ạ. Không được. Mình để một bóng khá nguy hiểm anh em ạ. Bạn vẫn đang có bóng nha anh em nhé. Bạn vẫn đang có bóng nha. Bạn vẫn đang có bóng nha. Không vào. Chút nữa bị thua quả lửa đây anh em ạ. Cho ba thủ môn đá tiền đạo này không tốt anh em ạ. Ruiz vào rồi anh em ơi, và thắng khá đẹp. Một tình huống dứt điểm khá đẹp mắt của Ruiz anh em ạ. Và ghi bàn của thủ môn Ruiz anh em ạ. Một đều rồi anh em nhá. Mình từ thủ môn không biết ghi bàn cũng biết ghi bàn anh em ạ. Một chuyền chạy biên khá tốt của đội bạn. Như vậy là mình đã bị thủng lưới rồi anh em nhá. Bàn thua thứ hai rồi anh em ạ. Đội bạn ghi bàn khá nhanh anh em nhá. Ba thủ môn đá thủ Messi bắt côn không ăn thua anh em ạ. Không thể bắt côn được anh em ạ. Mình đã thể nghiệm ba thủ môn này đá tiền đạo và cho Messi bắt côn thua 2-1 anh em ạ. Hiệp 1 là thua 2-1 rồi. Còn hiệp 2 mới có gỡ được không anh em. Theo anh em liệu có gỡ được không nhỉ? Khá nguy hiểm anh ạ, đội bạn bàn bật khá tốt. Đây rồi, Tricolut. Không được, và dứt điểm trúng vào người anh em ạ. Không theo kịp anh em ạ. Thua hai bàn anh em ạ, mình thay người rồi anh em nhá. Bây giờ mình cho ba thủ môn ra để gỡ anh em nhá. Mình cho ba thủ môn ra để gỡ đây anh em ạ.
Lima và sân FFP và sân anh em nhé, cho cả Rimania và sân anh em nhé. Các bạn đã có bàn thắng thứ ba rồi. Messi không thể bắt côn được anh em ạ. Mình thay lốt một người đấy anh em nhé, cho Hà Lan vào sân luôn này, cho đi Hà Lan vào sân luôn này anh em ạ. Thay ba tiền đạo anh em nhé, mình vẫn để Messi bắt côn anh em nhé, bị thua 3-1 anh em ạ. Messi bắt côn thì bị thua 3-1 không bắt được quả nào anh em ạ. Thua 3-1 không bắt được quả nào. Đội bạn cũng thay hết người anh em ạ, thay lốt nha. Không được. Đội bạn vẫn đang có bóng anh em ạ. Đội bạn vẫn đang có bóng anh em ạ. Không được. Đó là pha dứt điểm của đội bạn anh em nhé. P anh em ơi, đây vẫn là NHP anh em ơi. Không được. Đội bạn vẫn đang có bóng anh em nhá. Đây rồi anh em ơi. Đây là Lima. Không vào anh em ạ, tình huống đánh đầu của Hà Lan anh em ạ. Mình có gỡ được bàn nữa không anh em nhá. Đánh đầu quá căng, quá mạnh anh em ạ. Van Dijk bóng ra ngoài rồi. Messi bắt côn và ba thủ môn đá tiền đạo để thua 3-1 anh em ạ. Như vậy là Messi bắt côn và ba thủ môn đá tiền đạo mình bị thua 3-1 anh em nhá. Anh em xem kênh của mình thấy video hay nhớ subscribe và đăng ký kênh giúp mình anh em nhá.